Ôi, nhiêu đây đậu thì không có đủ để nấu chè. Bé hai, bé hai, bé hai, đi ra ngoài mua cho bà 5.000 đậu đi con. Dạ. Bà ơi, đậu nè bà. Ý bé hai, bà quên nữa rồi, con chạy ra ngoài mua đường cho bà đi con. Dạ, còn gì nữa không, con đi lần luôn. Không, hết rồi, đi đi. Dạ, đường nè bà. Thôi bà xin lỗi bé hai nha, bà quên nữa rồi, bà quên nước khúc dừa rồi con. Trời ơi, sao bà không nói sớm, giờ này ai mà bán nữa. Bà ơi, dừa nè. Trời đất ơi, bà kêu con mua nước cốt dừa, con mua cái này ai đó mà nào. Vậy thôi con tự nào. Vậy bây giờ bà đã có đầy đủ nguyên liệu để nấu một món chè mát lạnh. Con đi lên đằng trước đi, 5 phút là có ngay. Dạ. Ừ. Giờ thiếu gì? Thiếu củi. Cái cây này thì nhỏ quá, cái này thì bự quá. À, cái này dài dài, vậy mà vừa nè. Cái này phải bẻ làm đôi để chụm cho nó dễ nè. Ây da. Bà sao vậy bà? Ê, con bé hai ơi, con làm sao mà làm cho cái củi nó đẹp đôi đi con. Dạ dạ. Rồi, xong, nghỉ ăn luôn. Chiều nay uống nước lọc cũng ngon á bà. Trời ơi, trời nắng quá, về nhà làm ly nước lạnh hết sảy. Nước lạnh, nước lạnh, nước lạnh. Nước bát lạnh, nước bát lạnh. Sao mở hoài không ra vậy ta? Ủa bé hai đang làm gì vậy? Tao mở cho nước này mà mở hoài không có ra. Mày đúng là cùi bắp, có chai nước mà mở cũng không ra. Đưa đây tao mở cho. Ủa sao không ra ta? Sao lúc đầu nó hay lắm mà. Đưa chai nước lại đây, tao nhờ người khác mở giùm. Bà Lép ơi, mở giùm con chai nước này đi, con khát quá à. Đưa đây bà mở cho. Được chưa bà Lép? Chờ bà tí con, bà sắp mở được rồi, đừng có hôi. Ủa bà đang làm gì vậy Lép? Bé hai nó nhờ tôi mở giùm chai nước nè, mà nó cứng ngắc à, bà mở giùm tôi đi. Làm gì mà không ra, tôi mở ăn cái là ra liền nè. Ủa sao cứng ngắc à trời? Được không bà? Thôi bà thua, cái gì mà cái nắp cứng ngắc à, mở có ra đâu. Vậy là mọi người phải chịu thua chai nước này hay sao? Dạ hai đưa đây em mở cho. Mày mở được không đó, nãy vô 3-4 người mở mà không có ra đó. Được. Nè uống đi. Ôi là trời, nó đưa mình bất ngờ này sang bất ngờ khác luôn ta. Na ơi mày thấy gì không? Trời ơi, mắt người ta có bị mù đâu, chiếc lá chứ gì. Hay quá xoài kìa bà, thấy không? Mùi này mà ăn xoài á là chấm với muối là nhất cái nách. Mày ăn không? Tao hái, mày canh. Thôi, chị bà dữ lắm. Chỉ mà biết á là hai tụi mình chạy không kịp á. Yên tâm đi, nãy tao đi ngang thấy nó ngái ngủ khò 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 vậy nè. Nè, chụp này nè. Đang cái nữa nè. Dạ ơi, được rồi, đi xuống đi. Ok, tao xuống liền. Ăn trộm, đứng lại. Đâu rồi, hai đứa bay ở đâu, mau ra đây. Giờ sao chị hai? Bây giờ mày ngồi đây đi, tao chạy ra ngoài kia đánh lạc hướng nó. Có nguy hiểm không chị hai? Không sao, cứ để tao. Em ba, để mình chỉ cho bạn chỗ đứa nào trộm sai. Ở đâu vậy? Đằng kia kìa, đi theo mình. Ủa đi nè. Ủa, nó ở đâu ta? Chắc mình lộn rồi đó. Để mình đi về nha. Ê, lộn sao được mà lộn. Bước vô đây. Thông minh có hạn, thủ đoạn vô biên, mua hàng cái bẩn, ăn mặn đấy khai, học lớp 2 khai lớp 9. Ok, bụng bự đít teo củ cái treo lòng thòng. Hey. Hey. Ây da, xong rồi, đói bụng quá. Bé hai ra ngoài chợ mua trứng cho bà đi con. Con làm biến quá à. Ê, mà mình không đi mua, bà đạp mình như cái cây vậy sao ta? Dạ dạ dạ, để con đi liền. Con Na đang làm gì vậy ta? Ủa Na, mày đang làm gì vậy? Em đang lượm trứng, nó đẻ nhiều lắm, coi nè. Đỡ vậy ta, còn chỗ nào nữa không? Ở đằng kia kìa. Hên quá, đỡ tốn tiền mua. Ê, có rồi nè. Ủa, mà sao hai cái trứng này có chút ép vậy ta? Thôi kệ, có hơn không, đem về cho bà chiên mới được. Bà ơi, trứng của bà nè. Ủa, trứng gì giống xíu vậy? Mình ăn trứng này đi, đỡ tốn tiền lắm á. Trời đất ơi, bé hai. Thôi quá, mình chạy kịp. Cái gì? Bà nói thiệt, ngày mai bà sẽ dẫn hai đứa đi dầm sen.
Yeah. Đầm sen, bưởi. Nè ơi, mai tao vô đầm sen á, tao sẽ trượt cái ống cao thiệt là cao luôn. Em sẽ chơi cầu trượt cho nó đã luôn. Dẫn động viên bơi lội bé hai. Đếm này xuống cho nó không chìm. Chị hai đang làm gì vậy? Tao đang tập bơi ếch nè, bơi chó nè, cho nó không có chìm á. Còn em thì bơi le le. Bơi le le là sao mày? Là le lưỡi ra, chứ em đâu có biết bơi đâu. Không sao, để tao chỉ cho mày bơi nha. Hai đứa ăn lẹ đi còn đi nữa. Con xong rồi nè bà. Con cũng xong luôn. Ủa đầm sen đâu bà? Đầm sen nè con. Ủa này đâu phải đầm sen đâu. Đây là cái đầm mọc sen nè, mà tại khô quá, đâu có sen đâu. Đầm sen. Không chịu đâu. Sắp chín rồi. Mình sẽ ăn nó đầu tiên. Còn mấy ngày nữa nó chín nè. Còn 2 ngày nữa. Tao hồi hộp quá à, chắc ăn nó ngon dữ lắm. Chị hai đừng có hái lén trước nha. Sao? Chị em có kiếp này không kiếp sau, ta sẽ chừa cho mày cái hộp. À không, cho mày nửa trái luôn. Không được, chừa cho bà, chừa cho na. Để vài bữa nữa rồi hái. Ôi ôi, mãn cầu ai chín mà đã dữ người ta. Thôi, hái đem về dưới để dành ăn. Ngon quá. Được ăn rồi. Ủa, nó mất tiêu rồi bà. Bà Lép. Nó nằm ở hướng nào vậy ta? Trái phải. Ủa bé hai, mày làm cái gì mà cứ đi lăn quanh vườn hoài vậy? Đây là cái là bàn ngưng động thời gian, chỉ cần mũi tên nó chỉ vào hai người đó sẽ đứng im. Ủa, mày nói mấy chuyện không có không à? Không tin hả? Cho mày đứng yên nè. Đứng yên. Ây da, hai cho mày đó. Ê, cái này hay quá à, cho tao mượn tí được không? Được, nhưng mà phải trả liền nha, cái này mượn lâu không có được đâu. Tao biết rồi. Ngon quá à. Ý, con bé hai nó đang ăn bánh. Đứng yên. Cho miếng nha. Tụi này nó đang ăn gì vậy ta? Đứng yên. Nè, cho xin miếng kẹo nghe. Ý. Nè ơi, không ổn rồi, tao với mày phải tìm cách lấy lại la bàn từ tay con bé ba. La bàn gì vậy? Có gì tao nói mày sao nha. Ủa, bé hai. Cho chừa cái tội phá phách lấy đồ của người khác. Của tao. Của em. Của tao. Của em. Của mày cái móc xì á. Ai kiểu mày hả? Chị bé ba. Ê nhỏ kia. Lê. Gì mày? Mày dám ăn hiếp em tao hả? Ủa, cái gì vậy? Mày ủa không? Tao đánh mày giờ. Ây da, sao mày đánh tao? Lần này tao tha, lần sau không được giành đồ chơi của em tao nữa nha mày. Nè ơi, hả? Cái bông của mày nè. Mày muốn ai ăn hiếp mày cứ nói tao. Chị hai, có phải cái bông này của em đâu? Ủa, thì gấu dâu này của mày, tao lấy lại cho mày đó, còn đòi gì nữa? Con gấu này của chị bé ba mà, tại em giành thôi. Trời ơi, sao mày không nói sớm? Chị hai có kịp cho em nói đâu. Bé hai, cho mình xin lỗi. Không có lỗi phải gì hết. Ba ơi,